chăm rắn mang thai. Đây là giai đoạn mà bò sữa rất cần sự chăm sóc từ mình. Mình đã đổi lót chuồng sang dạng Aspen nhìn cho rắn, giúp cho bò sữa êm ái hơn khi di chuyển và ấm áp hơn vào ban đêm. Bé nó sẽ phải ăn đều đặn, nhưng mọi bữa ăn đều bắt buộc phải nhỏ hơn thường lệ nhằm đảm bảo bò sữa sẽ không phải vận động quá nhiều. Trong khi đó, dưỡng chất từ bữa ăn thường xuyên như vậy sẽ giúp cho bò sữa phát triển được trứng tốt hơn, qua đó tỷ lệ phôi thai thành công cũng cao hơn. Kết quả con nó sau khi ra đời cũng sẽ to lớn hơn. Đợt này cũng là lần đầu tiên mà Kelly, một con cái khác của mình, cũng mang thai. Kelly được cho phối sau bò sữa khoảng 2 tuần và đợt trứng của Kelly cũng cực kỳ quan trọng đối với mình, bởi vì gen skin snack của Kelly hoàn toàn chưa được sinh sản ở Việt Nam. Việc sinh sản ở rắn là một giai đoạn rất khó khăn và không thể bỏ qua với bất kỳ người nuôi rắn nào. Tuy nhiên, nó cũng là giai đoạn thể hiện không chỉ kinh nghiệm của người nuôi mà còn là tình yêu thương của họ đối với con vật. Một lần được làm mẹ không chỉ thay đổi số phận của con rắn mà nó còn thay đổi cả chính người nuôi nữa. Và cái con cuối cùng trong clip này là một con đực nha. Thằng này thì được cái láo, nhưng phối thì rất là giỏi đó.